Thưa quý vị, thời gian qua, người có kết quả test nhanh dương tính COVID-19 vẫn chưa được công nhận là ca nhiễm mà cần chờ xét nghiệm real-time PCR. Điều này gây bất lợi không chỉ cho người test nếu nhiễm COVID-19 mà kể cả cho công tác quản lý dịch bệnh của các địa phương. Rất mừng là mới đây Bộ Y tế đã đồng ý kết quả test nhanh vẫn được ghi nhận là ca nhiễm. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Do dịch bệnh COVID-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, số ca mắc có xu hướng ngày một tăng. Trong hướng dẫn mới nhất, Bộ Y tế đưa ra 3 phương pháp để công nhận một người mắc COVID-19. Một là trường hợp nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR. Hai là trường hợp nghi ngờ có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Ba là các trường hợp không triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần F0 trong khoảng 14 ngày và có 2 kết quả test nhanh đều dương tính. Lần test nhanh thứ hai phải thực hiện trong vòng 8 giờ kể từ lần test nhanh đầu tiên.